người. Một tháng mà mình giới thiệu được 20 người, nghĩa là mình được thưởng 10 tài khoản. Vậy là vì chi mình được 13.680.000 đồng. 30 ngày mà mình giới thiệu được 20 người thì xin ra mình được 13 triệu. Còn nếu mà biết đâu có người giỏi, một tháng mà mình giới thiệu được tới 30 người luôn thì mình được 20 triệu. Mà mình không cần bỏ vốn gì hết trơn đó. Mình chỉ cần giới thiệu người ta mua và mình được thưởng vậy thôi đó. Gọi là cộng tác viên. Ai muốn làm cộng tác viên thì comment vào. Ôi, comment vào đi, rồi các đại lý họ sẽ hướng dẫn cho. Các anh chị có thể đăng ký với đại lý của mình để làm cộng tác viên. Cái đại lý tức là những cái người họ đã giới thiệu mình để cho mình được học siêu trí nhớ học đường. Họ chính là những người mà chúng tôi phải dành thời gian cho họ rất là nhiều. Anh chị có thể đăng ký với đại lý để làm cộng tác viên. Mình giới thiệu được, nhiều người được học, các con nó tốt lên, nó cảm ơn mình mà mình cũng có tiền. Chứ mình có mất gì đâu. Người ta gọi là cộng tác viên mà, đúng không? Mình liên hệ với các đại lý, nói anh cho tôi làm cộng tác viên đại lý anh nghe. Đó, họ sẽ hướng dẫn cho mình làm cộng tác viên. Được không? Một lát nữa mình liên hệ với cộng tác viên của mình, ngày mai cũng được. À. Rồi, nhìn qua cái khung ở giữa đi. À, đại lý 50 triệu, có nghĩa là các anh chị đăng ký với Tâm Trí Lực hoặc là đăng ký với đại lý của mình mua cái gói 50 triệu. Thì cái gói 50 triệu này có cái gì hay? Nó hay hơn gói cộng tác viên ở chỗ đó là khi mà mình đăng ký 50 triệu là mình có 49 cái tài khoản. Tức là mình có thể đi bán cho 49 bạn học sinh, tìm 49 cái người nào mà có con đang đi học. Mà nếu nhà có 2 đứa con thì mình chỉ cần tìm khoảng 25 gia đình. 25 gia đình, mỗi gia đình có 2 đứa con là cũng hết 50 người rồi. Mình bỏ ra 50 triệu là mình đầu tư 50 triệu thôi là mình được 49 tài khoản. Rồi sau đó mình bán hết 49 tài khoản đó cho 49 học sinh thì mình có lợi nhuận là 17 triệu đồng. Nhưng mà cái hay nó nằm ở đây nè. Thứ nhất là cha mẹ sẽ được học 3 cái năng lực cốt lõi. Hồi nãy tôi có nói là năng lực cốt lõi là cái phải dạy cho con của mình, chứ không phải là cái nghề. Ví dụ như tôi có cái năng lực cốt lõi đầu tiên, đó là năng lực đào tạo. Hôm nay tôi đào tạo siêu trí nhớ học đường, thế bây giờ ngày mai tôi thấy có một cái lĩnh vực gì đó, một cái ngành nghề gì đó mà họ cần tôi đào tạo. Ai tin rằng là tôi có khả năng đào tạo như thế này thì một cái công ty ví dụ như bảo hiểm Prudential, họ mời tôi tới đào tạo về bảo hiểm. Họ chỉ cần cung cấp tài liệu cho tôi về sản phẩm, tôi có sự hiểu biết về chính sách và tôi cảm thấy nó hữu ích. Ai tin rằng tôi hoàn toàn có thể đào tạo cho người làm bảo hiểm đưa tay lên. Ai tin rằng tôi có khả năng đứng lớp dạy cho Prudential? Ai tin rằng là Vinhome, Vingroup ấy, người ta mời tôi về đào tạo về nhà, cửa, đất đai, chính sách cho nhân viên của họ, hàng trăm hàng ngàn người ngồi dưới và họ chỉ cần nói Phong ơi, tôi mời anh về, đây là cái gọi là cái đô thị mới của chúng tôi, có cái giá bán là như thế này và tôi cần một người có khả năng truyền đạt thông tin tới nhiều người như anh, tôi trả cho anh một buổi như vậy, ví dụ vài trăm triệu, anh đứng lớp anh dạy cho tôi đi. Ai tin rằng tôi hoàn toàn có sự tự tin và có đủ kỹ năng để dạy cho Vingroup về bất động sản đưa tay lên vẫy vẫy. Vậy thì nếu như mà siêu đi dạy các con là một cái nghề, bảo hiểm là một cái nghề, bán bất động sản là một cái nghề, vậy thì để tạo ra nhiều cái nghề đó, nó có một cái năng lực cốt lõi quan trọng, đó là năng lực đào tạo. Ai đã hiểu ý tôi nói rồi xin đưa tay vẫy vẫy. Vậy thì đừng có dạy cho con của mình một cái nghề nào hết, mà hãy dạy cho con năng lực đào tạo. Rồi sau đó nó thích nghề gì thì nó chọn. Năng lực số 2 là năng lực marketing. Marketing tức là tiếp thị đó. Tức là mình làm sao, bỏ cái đồng hồ đó giùm anh với, mình làm sao để mình có thể làm cho người ta biết về cái sản phẩm của mình. Anh chị thấy bây giờ khắp cả nước ở đâu người ta cũng biết về suy nghĩ học đường hết. Ai muốn học tất cả những cái cách làm marketing đưa tay lên vẫy vẫy. Và 3 đó là năng lực cực kỳ quan trọng.
Trong 8 năng lực mà chúng ta phải dạy cho con thì đây chính là 3 năng lực đầu tiên. Đó là năng lực bán hàng. Hàng. Ví dụ như hôm nay thì mình bán cam, bán quýt, ngày mai mình bán bưởi, ngày mốt mình bán khóa học, ngày kia mình bán sách, ngày nọ mình bán flash card. À, mình vào trung tâm Anh ngữ thì mình bán khóa học IELTS, TOEFL, TOEIC. Tức là chúng ta muốn bán cái gì, hoặc là đi bán nhà, bán bất cứ cái gì. Vậy thì thời nào cũng có hàng để bán. Chỉ cần chúng ta có năng lực bán hàng thì bất cứ thời nào cũng có hàng để bán hết. Ai hiểu ý tôi nói rồi, đưa tay lên vẫy vẫy. Vậy thì bán hàng là một năng lực cốt lõi. Đó là lý do tại sao mà ngày thứ tư và ngày thứ sáu hàng tuần, tất cả các đại lý đều được học ba cái năng lực này. Nếu mà ba cái năng lực này mà đóng học phí để học thì các anh chị phải đóng vài trăm triệu. Tối thiểu các anh chị phải đóng từ 200 triệu chứ. Các anh chị mới học được những cái năng lực này. Còn nếu muốn trở thành một cái nhà đào tạo mà ở tầng hu giống như tôi nói, hồi nãy các anh chị đã trả 1 tỷ rồi để thay. Thế là tôi ao ước là làm sao các anh chị phải rất là thành thạo ba cái năng lực này để các anh chị có thể dạy cho con của mình. Còn lại 5 cái năng lực phía sau thì chúng ta sẽ học trong cái hành trình 3 năm với tụi nhỏ. Vậy thì tôi không chỉ dạy con anh chị mà tôi chia sẻ tất cả những gì tôi dạy cho con anh chị thông qua các anh chị. Rồi sau đó tạo ra cái môi trường để cho các anh chị luyện tập liên tục để các anh chị thành thạo, để các anh chị tự mà dạy con của mình. Tại vì sức tôi có hạn, làm sao tôi có thể dạy hàng triệu đứa bé được? Làm sao tôi có thể dạy ra hàng triệu đứa bé giỏi giang được? Mà tuyệt vời nhất là phải có chính cha mẹ của chúng rất là giỏi, rất là rành để dạy chúng. Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Vậy thì tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, các anh chị đại lý đều được tham dự những lớp học như thế này. Và học cho tới khi nào thành thạo thì thôi.